Hello cả nhà, chào cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Út Sinh TV nha. Bữa nay Út sẽ review cho cả nhà mình xem cái con đường chưa từng đi nè, cả nhà cong cong quẹo quẹo nè. Ở đây có cái bụi trúc nè cả nhà, nó cái hàng trúc nè. Bên kia có cái con sâu nè, nó đang chầm lá. Con đường chưa từng đi luôn nha cả nhà. Nó trời cong cong quẹo quẹo. Bạc Hà tốt quá. Thank you.
trời ở đây nhà mồ nhiều lắm cả nhà. Đường này rất vắng, chưa từng đi. Nhà mồ cao mộ. Bên đây cũng nhà mồ nữa nè. Con đường này rất xa. Cầu này bán bánh bao. Nhà thấy nhà mồ không? Coi chạy nhà mồ đẹp. Nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại video sau.